Đây, em được thưởng thức lại cái ly cà phê quê hương rồi nha quý vị. Đây. Đó. Ngày nào em cũng uống 2 đến 3 ly cà phê, nhưng mà hiếm khi thấy Sài Gòn có những cái ly cà phê như thế này, cũng như pha được cái mùi vị như thế này. Đó, đây là cây đặc trưng của quê hương em cũng như là người miền Trung. Đấy, đây là một cái điều rất là tuyệt vời, sống rất là chậm. Tuy nhiên là những cái chú lớn tuổi á, thường họ sẽ không dùng điện thoại smartphone. Họ hay uống cà phê vào lúc sáng sớm á. Sáng sớm họ không có dùng cái smartphone, mà họ chỉ uống ly cà phê, họ ngồi nói chuyện tâm sự với nhau hoặc là xem báo. Đó là một cái niềm vui mà phải nói là không dễ gì mà người trẻ họ có thể cảm nhận được. Và tại vì em sống ở cái thành phố, cho nên là em cũng phải quen với cái cuộc sống của thành phố, cho nên là nhộn nhịp rộn rã, lúc nào cũng smartphone. Thậm chí là em bé mới lớn là cũng dùng smartphone. Đó, cho nên không thấy được những cái sự bình yên và cái sự giản dị như thế này. Đó là một cái điều tuyệt vời đó nha. Với mọi người nghe rất là vui. Tại vì là cái nắng nó rất là nắng, ở Khánh Hòa rất là nắng, nắng mà phải nói là gắt lắm. Nó khó chịu hơn Sài Gòn nhiều, mặc dù là cái nhiệt độ thấp hơn Sài Gòn. Nhiệt độ Sài Gòn thì là 36 đến 37, nhưng mà nhiệt độ cảm nhận là nó tầm gần 40 độ C lận. Thì nó đổ mồ hôi rất là nhiều. Tuy nhiên là ở Khánh Hòa thì cái đường Võ Nguyên Giáp hồi nãy mà em quay cho mọi người xem, cũng như là em đi qua đó, thì là cũng như là mới làm thôi, là mới trồng cây xanh, cho nên để kiếm một cái bóng mát rất là hiếm. Mà vô tình là em đi đúng cái khung giờ mà phải nói là cao điểm trưa, nắng nóng luôn, thì không có một cái bóng nào luôn. Em phải đi kiếm cái bụi cây em núp. Mà rốt cuộc là gió biển á, là nó mạnh, nhưng có điều là nó thổi cái hơi nóng vô trong người mình, thật sự là khô luôn á, nhưng mà cũng chịu thôi, tại vì đó là cái gió miền Trung là nó như vậy. Đấy, rất là khó chịu, nhưng mà không sao. Em cũng tính là bỏ qua luôn rồi, tại vì em tính là đi luôn, mà vô tình là có khách bốc xuống dưới thì em mới nhận thấy là Khánh Hòa đẹp vô cùng. Tuy nhiên là em cũng là ưu tiên cái công việc cũng như là có mục tiêu, cho nên là em cũng chuyển hướng, em tranh thủ để mà về với gia đình càng sớm càng tốt. Đấy, rồi còn chuẩn bị sức khỏe cũng như là ổn định lại sức lực, cũng như là mình cũng là luyện lại cái áp nữa. Tại vì một khi là em chuyển vùng á, thì là mình phải luyện cho nó đủ cái hạn, cũng như là nó quen áp. Chứ hồi nãy là em chạy ở Khánh Hòa đó, tùy theo cái khu vực, tùy theo cái địa phương mà mình làm việc nó khác nhau. Thì ở Khánh Hòa là hình như là nó gần biển, nó hay bị mất sóng hay là sóng yếu sao đó, thì nó cũng là một trong những cái mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái ứng dụng của các anh em mình. Tại vì khi các anh em mình mà sử dụng ứng dụng mà bằng sóng như vậy á, 4G, 5G á, mà không có để ý á, nhiều khi là cái ứng dụng mình nó bị treo mà mình không biết, hoặc là nó bị mất sóng mà mình không biết. Tại vì em bị rất là nhiều lần luôn, mà em mới thấy lạ. Tại vì ở một cái trung tâm như vậy mà nó hay bị sóng chập chờn như vậy á, thì vì cái lý do gì thì em không biết, thì em nghĩ là chắc là do gió. Chứ nên nó như vậy thì mình rất là khó có thể là kết nối được với hành khách. Trong khi ở Sài Gòn em dùng SIM Vietnam Mobile mà em vẫn có thể là bắt sóng mạnh được, vẫn nổ đơn bình thường. Tuy nhiên là ở Khánh Hòa là dù em dùng SIM Viettel đi nữa thì nó cũng hơi bị sóng, nó hơi bị chập chờn. Đó, nó để tín hiệu yếu. Đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái chuyến xe, cũng như là nó ảnh hưởng tới cái tỷ lệ nhận đơn của các anh em mình. Cho nên các anh em mình chạy ở miền Trung cũng như là cụ thể là khu vực Khánh Hòa thì mình cũng cần chú ý, cũng kiểm tra thường xuyên cái điện thoại của mình, coi thử nó có đầy đủ sóng hay không, và nó có báo có tín hiệu gì không, thì mình phải bật chế độ máy bay và mình reset lại máy. Sau đó thì mình cũng phải là khởi động lại máy nếu như là mình thấy nó không có nổ đơn. Đó thì đêm hôm qua thì em chạy ở Phan Thiết. Đêm hôm qua nữa, khuya hôm qua 8 giờ rưỡi là em chạy ở Sài Gòn, đến là khuya rạng sáng rồi, 3-4 giờ sáng rồi là chạy ở Phan Thiết là Bình Thuận. Thì ngày hôm nay là em chạy ở Khánh Hòa nữa, thì công ty họ bắt quét khuôn mặt để nhận diện danh tính. Trời ơi, em nói thật sự ra là không biết là công ty nó bị loạn không á, tại vì tối nay là em tính là đẩy một cái nữa là ở Quy Nhơn rồi Quảng Ngãi luôn rồi. Nhưng mà thôi, để dưỡng sức chứ không là công ty nó sợ em luôn á. Thì bây giờ là em ngồi thư giãn, em ăn tô mì để ở ngồi thưởng thức cái ly cà phê như thế này, rồi đi dạo nha mọi người. Đấy, đó vậy thôi, cuộc sống bình yên như vậy là hạnh phúc rồi, không có bon chen, không có vội vã nữa. Đó, vậy là tuyệt vời lắm rồi nha. Chứ còn ở thành phố lớn thật sự ra là cơm áo gạo tiền, cho nên là mình cũng phải chạy theo cái nhịp sống mà nó hối hả, nó vội vã. Nhưng mà nhìn qua nhìn lại thì cũng hết 7 tháng rồi em chưa về quê á mọi người. Thì lễ 30/4 thì mọi người nói sao không nghỉ, thì sao mà nghỉ được cái ngày dịch vụ, sao nghỉ được. Nhưng mà bây giờ là cái thời gian bữa nay là rơi vào ngày 5 rồi, thì tất cả mọi người cũng đã đổ xô về những cái thành phố để tiếp tục bắt đầu lại cái công việc cũng như là cái cuộc sống của mình. Thì khi đó là em lựa chọn là ngược hướng, thì thứ nhất là đường nó vắng hơn, thứ hai nữa là còn có bon chen vào cái đám đông đấy, để mà mình tận hưởng những cái phút giây phải nói là nó tĩnh lặng nhất mà nó vui vẻ nhất có thể. Đấy, chứ mình cũng không vội vàng cái gì. Thì hôm nay là em thấy được ở Khánh Hòa thì lượng khách du lịch khá là đông nha, đặc biệt là khách Hàn Quốc em thấy nhiều lắm, rất là đông luôn.
người ta tắm biển rồi rất là đông luôn, và hầu như là em không có thấy cái nơi nào họ cho thuê. À cũng có cho thuê, tuy nhiên là nó rất là lịch sự nha, nó lịch sự hơn Sài Gòn rất là nhiều luôn. Họ bắn lên cái cửa đàng hoàng nha, chứ họ không có dán bậy bạ như là ở Sài Gòn mà dán bít cái bùng hết, rồi vé bậy vé bạ tùm lum hết đó, rồi mất công là ai mà thuê lại, rồi mất công họ phải tốn cái chi phí họ sửa chữa họ bảo dưỡng nữa. Còn ở Khánh Hòa này em thấy cũng có một vài căn thôi chứ không có nhiều, nhưng mà rất là sự luôn, cái cửa cuốn của họ rất là sạch sẽ luôn. Và họ bắn lên nha, họ bắn lên, họ để một cái bảng A0 cho thuê và số điện thoại ở dưới đấy, rất là lịch sự mà rất là đẹp luôn đấy. Nhưng mà có điều là thời tiết nó hơi khắc nghiệt tí, cho nên là em nghĩ là mọi người chắc là chọn cái khung giờ ban đêm ra nó mát hơn, chứ còn ban ngày rất là nắng. Em là tài xế mà em bị say nắng luôn á mọi người. 21 giờ, ngày 21 giờ đêm hôm qua cho tới bây giờ em chưa ngủ á, bây giờ đã là 3 giờ, 5 giờ chiều mất tiêu rồi, gần 6 giờ chiều mất tiêu rồi mà em chưa ăn cái gì hết. Bây giờ thì em mới ăn cái tô mì gói, vậy là cũng hạnh phúc rồi đó. Tại vì mình làm được những cái gì mà mình cảm thấy mình hạnh phúc á, mình vui vẻ á, mà mình thấy xứng đáng á, thì tự nhiên là mình giải quyết được cái căn bệnh là trầm cảm cũng như là cái bệnh đau bao tử. Tại vì đau bao tử là nó có cái nguyên nhân, nó là do mình lo lắng nè, do mình áp lực nè, mình stress về công việc nè đó, rồi do mình ăn uống thất thường nè, thì đó là một trong những nguyên nhân. Mà đặc biệt đó là bình thường đó là em ăn uống thất thường bình thường rồi, còn cái này là do là bị trầm cảm, bị stress, bị lo âu á. Cho nên cái cách mà để giải quyết nó là mình hãy làm gì mình thích đấy, mình làm mệt cái khi đó là mình không còn nghĩ tới cái chuyện gì nữa hết, mình cũng không buồn không vui nữa, là khi đó mình chỉ lăn vào mà ngủ thôi, mình chỉ muốn tìm giấc ngủ thôi đó. Rồi cái ngày mai cái tự nhiên mình tỉnh táo lại, đó là cái cách đã có rồi nha mọi người, đó rất là tuyệt vời nha, đó đơn giản vậy thôi chứ đâu có cần nhiều đâu nha. Hạnh phúc là vậy thôi nha mọi người, không có gì mà phải cao sang hay là vậy, ăn xong tô này là ngủ luôn là được luôn á, không có gì còn phải cao sang hay là mỹ vị gì hết, vậy là đủ rồi. Thèm chảy nước miếng luôn á nha mọi người, nhớ hương vị mì hảo hảo, đâu phải dễ gì ai cũng ăn được cái tô mì này đâu. Phải xứng đáng mới ăn được nha, chứ không phải là đơn giản mà ăn được đâu, mình phải lao động, mình phải mệt mỏi đó thì mình mới có thể là ăn nó ngon miệng, mà mình ngủ nó yên ổn đấy. Chứ còn không á, tuy mình đã nghỉ làm rồi á, nhưng mà nó vẫn là lo âu suy nghĩ đủ thứ việc, là mình không thể nào dễ chìm vô giấc ngủ được đâu đó. Cho nên là cái cách thay đổi tốt nhất là mình thay đổi cái môi trường một tí xíu, là tự nhiên là mình bớt lo bớt nghĩ à. Mời mọi người nha, cứ để nói em không mời, ăn xong rồi mình uống cà phê. Giờ là xong một ngày rồi, còn ở Sài Gòn là không có thư giãn như vậy được đâu. Ở Sài Gòn là ăn nhanh uống vội, thậm chí ăn xong mà đã làm việc rồi, bởi vậy không đau bao tử mới lạ. Cứ mỗi lần mà em đi á, em đi ngang qua đây là em ghé chỗ này, cũng như là ghé những cái chỗ mà mình cảm giác như nó thân thiện, nó quen thuộc, cái tự nhiên cái cảm giác của trong cơ thể của mình nó đã lắm, nó hạnh phúc lắm, cho nó thoải mái gì đó, kiểu như là mình không có kìm nén gì nhiều nữa, nó kiểu như là nó gần gũi vậy đó. Thật ra mà nói nha, thì em thấy anh em rap ở Khánh Hòa đông hơn ở Quảng Ngãi rất là nhiều nha. Hầu như là em đâu em cũng thấy hết, mà các anh đó là đa số là ngồi trong quán cà phê là nhiều, còn có mấy chú lớn tuổi đứng ở ngoài thôi, với một vài anh em mới đứng ở ngoài thôi, chứ đa số em thấy ngồi trong quán cà phê là nhiều, mà đông hơn cái số lượng tài xế ở Quảng Ngãi rất là nhiều. Em theo em cảm nhận là như vậy và em thấy là như vậy. Mời mọi người nha, đây là bát mì hạnh phúc nè. Từ 21 giờ đêm hôm qua em ăn hủ tiếu, biết tới bây giờ em mới ăn lại luôn á mọi người. 21 giờ đêm hôm qua mà hôm nay đã là gần 6 giờ chiều rồi mà em vẫn duy trì được cái năng lượng cả ngày, mà thấy ghê không đó. Khi mà mình làm cái việc gì mà mình thích á, là mình sẽ không nghĩ tới một cái việc gì hết á, tự nhiên nó tự sản sinh ra cái năng lượng. Còn khi mà mình có ăn no hay là làm gì đó đầy đủ đi nữa
mà mình không được thoải mái, mình không được thỏa mãn cái cảm xúc của mình, tự nhiên mình rất là khó chịu, thậm chí là không ngủ được luôn, suy nghĩ hoài. Là cái nó suy ra cái bệnh là trầm cảm vậy đó, tự kỷ á, rồi cái mình bị đau bao tử, đó là vậy á. Cho nên hãy lựa chọn những cái gì mà mình thích, những công việc mà mình thích, mình đam mê thì mình mới thấy nó hạnh phúc. Thực ra là em chưa có về được, nhưng mà em thấy cái nhóm Grab Quảng Ngãi đó họ sắp tan rã, mình rất là lo lắng, sợ anh em bám trụ không nổi, cho nên là phải về. Mình cũng không có giúp gì được, nhưng mà ít nhất cũng tạo một cái niềm cảm hứng gì đó với bảo vệ khách hàng của mình. Tại vì để có một cái dịch vụ như đó ở quê hương mình, đó là một cái điều phải nói là một cái sự đánh đổi rất là nhiều rồi, mà mình không có gìn giữ nữa thì coi như là mình mất đi nhiều, mất nhiều hơn là được đấy. Cho nên mình trân trọng, nên em về coi tình hình sao. Thoải mái nha mọi người, rồi lát nữa rồi em trò chuyện với mọi người sau. Đấy, bây giờ em ăn cho nó thoải. Đó, em ăn xong rồi nha mọi người. Đêm qua là em ngủ một giấc rất là ngon. Sau so với là 21 tiếng đồng hồ chưa ngủ, là 21 giờ đêm ngày mùng 4 là em đi đến kết quả. Bây giờ là ngày 6 rồi. Đó, thì bây giờ là em cũng đang ngủ. Em ăn xong cái này là em cũng nói với mọi người rằng là không gì là không thể. Mình cứ cố gắng mình hoàn thiện, mình hoàn thành, cũng như là mình học hỏi. Đó, trên cái lộ trình mà mình di chuyển, tất cả các gì cái sự việc mà nó xảy ra trong cái cuộc sống của mình á, thì mình đều có thể là học hỏi, cũng như là mình cảm nhận được rất là nhiều cái thứ, phải nói là nó tinh tế với lại nó tinh hoa lắm. Cho nên là chớ vội bỏ qua những cái điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống nó mang lại cho mình. Đấy, thì hiện tại là em cũng đang ngồi ở Khánh Hòa nha mọi người. Bây giờ là bắt đầu là em ăn uống xong rồi là em lên đường. Đó, thì mọi người thích kênh của em thì đăng ký kênh, like, share, đó để theo dõi cái lộ trình của em. Cảm ơn mọi người nha.